Nhân dịp đầu xuân Quý Mão 2023, sáng nay, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lưu Nguyễn Minh Triết đã đến thăm và động viên các doanh nghiệp ra quân sản xuất thi công đầu năm. Cùng đi có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. Đến thăm và động viên cán bộ, công nhân viên cảng Đà Nẵng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lưu Nguyễn Minh Triết đã ghi nhận biểu dương những nỗ lực của tập thể lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên, người lao động cảng Đà Nẵng đã đạt được trong năm 2022 vừa qua. Đồng thời mong muốn năm 2023, cảng Đà Nẵng vẫn tiếp tục hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh đã đặt ra, duy trì hoạt động sản xuất ngày càng hiệu quả hơn, đảm bảo việc làm ổn định, tăng thu nhập cho người lao động, tích cực nghiên cứu mở rộng thị trường, tiếp tục tái cơ cấu doanh nghiệp, đa dạng hóa các sản phẩm, đảm bảo môi trường, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Đến thăm công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lưu Nguyễn Minh Triết chúc mừng 10 thành tựu nổi bật trong năm 2022 của công ty. Năm 2023, dự báo sẽ còn nhiều khó khăn thách thức, công ty nên tập trung vào hỗ trợ vận hành nhà máy nước Hòa Liên, tạo thuận lợi cho người dân trong sử dụng nước sinh hoạt, đầu tư mở rộng hạ tầng cấp nước, đảm bảo 100% người dân được sử dụng nước sạch. Cũng trong sáng nay, đoàn đã đến thăm và động viên nhân viên, người lao động tập đoàn BRG tại phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn. Tại các nơi đến thăm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lưu Nguyễn Minh Triết gửi lời chúc toàn thể cán bộ, nhân viên các đơn vị luôn mạnh khỏe và hạnh phúc, gặt hái được nhiều thành công mới.